em đi chợ. Mà sáng rủ chồng nó đi, nó không đi. Nó chợ đi đi shop rồi. Cho nên mình đi có một mình. Xong rồi đó. Nắng. Trời nắng không? Bana đẹp không? Thôi. Trời. Trời nắng, nắng như nóng như vậy mà kêu mà đi dưỡng da trắng như ở Việt Nam thì chỉ có chết. Ở bên nắng dữ lắm luôn. Nắng mà nắng chết thì thôi á.